ân bao nỗi đau nhức nhối. Cảm ta đời nhưng Bồ Tát nghịch duyên, giúp tâm tư chui luyện điều khám nhận là ánh đèn soi sáng cảnh khổ miên. Đừng than thân khi cuộc đời khắc khoải, tập làm quen chấp nhận chút ưu phiền. Chuyện khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhõm, chuyện nội hàm vuốt mắt hóa thiền duyên. Bạn chưa hỏi tại sao phải như thế, cảm nhận thôi sức sống sẽ tràn đầy. Trên đời này ai cũng cho mình đúng, chẳng cam lòng chấp nhận việc quay xa. Tấm cao thường như bậc làm cha mẹ, luôn thứ tha nâng đỡ kẻ yêu hèn. Đây cũng là tự phương mình lớn dậy, là thoát phòng luận quân chuyện chê khen. Bao nỗi đau nhức nhối, cảm ta đời nhưng Bồ Tát nghịch duyên, giúp tâm tư chui luyện điều khám nhận là ánh đèn soi sáng cạnh khổ miên. Đừng than thân khi cuộc đời khắc khoải, tập làm quen chấp nhận chút ưu phiền. Chuyện khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhõm, chuyện nội hàm vuốt mắt hóa thiền duyên. Chớ hỏi tại sao phải như thế, cảm nhận thôi sức sống sẽ tràn đầy. Trên đời này ai cũng cho mình đúng, chẳng cam lòng chấp nhận việc quay xa. Thương như bậc làm cha mẹ, luôn thứ tha nâng đỡ kẻ yêu hèn. Đây cũng là tự phước mình lớn dậy, là thoát vòng luận quân chuyện chê khen. Hãy subscribe.
thoát phòng luận quân chuyện.